nhận rằng làn da đang bị tổn hại thế nào khi mùa đông về. Khô, bong tróc và đôi khi nứt nẻ, đau hoặc ngứa. Làm sao để làn da căng mềm, trơn mịn, trắng hồng từ trẻ khi mùa đông đang về là câu hỏi đang được khá nhiều người quan tâm. Tại Red Skin Clinic and Spa, hàng ngày có không ít khách hàng tìm đến để giải quyết các vấn đề gặp phải do điều kiện thời tiết mùa lạnh gây nên. Dạ, thường vào mùa lạnh thì da của em nó sẽ bị khô và bị kiểu như là nghe mũi nó sẽ bị chóc da, chóc chóc một mảng da ở bên ngoài. Có một chút mụn ẩn á. Cái dầu rất là nhiều, da ăn trai mà. Da của em nó thường mà có những triệu chứng là bị phể ấy, có như cả là bị lở ra ấy. Da của chị thì là nó là thuộc dạng da hỗn hợp. Nó vừa khô và nó cũng có đổ dầu nhiều ấy. Thì nếu mà sang cái mùa này thì nó hơi khô một tí thì nó sẽ tiết dầu nhiều hơn. Trong điều kiện thời tiết mùa đông này, cách chăm sóc da như thế nào là phù hợp? Mời các bạn cùng theo dõi những hướng dẫn chi tiết qua buổi trò chuyện hôm nay trên báo Sài Gòn Tiếp Thị. Xin chào bạn đọc của báo Sài Gòn Tiếp Thị. Như các bạn đã biết, chăm sóc da vào mùa đông luôn là chủ đề được các chị em quan tâm bởi không ít biểu hiện xấu đã xuất hiện trên làn da. Cùng lắng nghe tâm sự của làn da và về cách làm như thế nào để chăm sóc làn da được trắng hồng, mịn màng, tươi khỏe, chúng ta hãy cùng trò chuyện với Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Mai Loan, Giám đốc Y khoa Red Skin Clinic and Spa ngay sau đây. Xin chào Ngọc Dung, xin chào bạn đọc của báo Sài Gòn Tiếp Thị. Cảm ơn Thạc sĩ đã nhận lời mời để tham dự trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Thưa Thạc sĩ, không ít các bạn đang than phiền vì các biểu hiện xấu đang xuất hiện trên làn da. Thì xin Thạc sĩ hãy chia sẻ rõ hơn về không khí lạnh sẽ tác động lên làn da như thế nào ạ? Đúng rồi đó Ngọc Dung. Thì như chúng ta đã biết, mùa đông khi mà thời tiết lạnh, nhiệt độ xuống thấp cũng như là cái độ ẩm không khí cũng rất là thấp. Do đó thì nó cũng làm cho cái hàng rào bảo vệ da của chúng ta nó bị suy yếu đi. Vì vậy mà khi mà mùa đông đến thì chúng ta cũng dễ gặp một số các cái tình trạng bệnh lý về da hơn. Ví dụ như là da của chúng ta sẽ trở nên khô, dễ bị các cái tình trạng như là nứt nẻ, bong tróc hay là dễ dẫn đến các cái tình trạng nhiễm trùng ngoài da, cũng như là một số các cái bệnh lý khác về da như là viêm da tiết bã, các bệnh lý về tràm hay là các cái bệnh lý về da khô bong vảy cũng sẽ thường xuyên xuất hiện hơn khi mùa đông đến. Dạ, thưa thạc sĩ, đối với tình trạng chung của da là như vậy, nhưng mà trên làn da của chúng ta thì có là da khô, da nhờn cũng như là da hỗn hợp, thì không khí lạnh sẽ tác động cụ thể lên từng loại da như thế nào ạ? Đúng rồi, đối với mỗi làn da thì chúng ta sẽ có những cái vấn đề nó sẽ khác nhau. Ví dụ như là đối với các bạn mà đã có sẵn một cái nền da là da khô, thì khi mà cái thời tiết hanh khô như vậy sẽ làm cho cái làn da của các bạn nó sẽ càng trở nên khô hơn. Do đó mà cái tình trạng như là da khô, nứt nẻ hay là bong tróc thì nó sẽ biểu hiện rõ hơn so với khi mà các cái thời tiết nó cái độ ẩm nó cao hơn, nó ít khô hanh hơn như thế này. Còn riêng đối với các cái bạn mà có cái làn da dầu, da dầu thì như chúng ta đã biết là nó thường hay là tiết dầu nhiều, nó bóng nhờn và lúc nào cũng cảm thấy là da mình nó sẽ dư cái độ ẩm. Nhưng mà khi mà cái thời tiết hanh khô của mùa đông ấy thì nó cũng sẽ làm cho cái làn da dầu nó lại tiết nhiều dầu hơn. Đó là một cái nghịch lý mà chúng ta tưởng rằng là đối với cái thời tiết hanh khô như vậy sẽ thường tác động đến cái làn da khô thôi. Nhưng mà da dầu khi mà có cái tác động của cái vấn đề thời tiết như vậy đó, nó lại làm cho cái làn da chúng ta là trên bề mặt thì nó có vẻ như rất nhiều dầu, nhưng mà thực tế thì bên dưới là cái làn da vẫn luôn luôn bị cái tác động của thời tiết. Do đó cái tình trạng khô da nó vẫn xảy ra đối với cái trường hợp những cái bạn có làn da dầu. Do đó mà cái việc tăng tiết bã nhờn trên những cái bạn có làn da dầu nó vẫn xảy ra trong cái thời tiết mùa đông như vậy. Do đó thì các cái vấn đề về các cái bệnh lý như mụn trứng cá hay là bít tắc lỗ chân lông thì lại rất thường gặp đối với những bạn có sẵn cái làn da dầu trong cái điều kiện thời tiết như thế này. Thưa thạc sĩ, đối với những bạn mà đang gặp vấn đề về da do không khí lạnh tác động thì thạc sĩ có lời khuyên cụ thể như thế nào ạ? Thì đối với các bạn, chúng ta đang sinh sống trong cái thời điểm mà mùa đông, khi mà nhiệt độ xuống thấp cũng như độ ẩm không khí rất thấp như vậy, thì chúng ta sẽ có một số các cái lưu ý nhỏ như sau trong cái việc sinh hoạt cũng như là cái chăm sóc da hàng ngày. Thứ nhất là việc quan trọng đầu tiên là chúng ta cần phải uống đủ nước. Bởi vì đây là một trong những cái việc cung cấp cái độ ẩm rất là quan trọng từ bên trong.
Chúng ta nên uống ít nhất là từ 2 đến 2,5 lít nước mỗi ngày và chia nhỏ ra thành nhiều lần trong ngày. Nó sẽ giúp cho làn da của chúng ta được cung cấp đầy đủ độ ẩm và nó sẽ mịn màng hơn. Vấn đề thứ hai nữa cần phải lưu ý đó là chúng ta không nên tắm hay là rửa mặt với cái nước quá nóng. Vì mùa đông thì thường là chúng ta rất là thích sử dụng các cái nước ấm, nước nóng để tắm bởi vì nó sẽ làm cho cơ thể rất là dễ chịu. Tuy nhiên cái điều này lại hoàn toàn không tốt đối với làn da. Nó sẽ làm cho da của chúng ta trở nên khô hơn. Và cái tình trạng bong tróc nứt nẻ nó sẽ diễn ra, nó sẽ nặng hơn. Do đó thì chúng ta không nên tắm quá lâu hoặc là tắm với cái nước quá nóng thì nó sẽ giúp cho cái làn da của chúng ta nó sẽ được duy trì được cái độ ẩm, nó sẽ tốt hơn. Vấn đề thứ ba nữa là vấn đề ăn uống thì chúng ta nên bổ sung nhiều các cái thực phẩm như là rau xanh, trái cây, đặc biệt là những cái thực phẩm mà nó chứa nhiều các cái vitamin B hoặc là vitamin C, nó sẽ giúp cho da của chúng ta tăng sinh sản xuất cái collagen thì nó sẽ rất là tốt, bổ sung cho da rất là khỏe trong cái giai đoạn này. Ngoài ra nữa thì dù là da dầu hay da khô thì chúng ta đều có cái tình trạng là da nó bị mất nước và mất độ ẩm rất lớn trong cái thời tiết hanh khô như vậy. Do đó thì cái việc sử dụng dưỡng ẩm thường xuyên ít nhất là 2 lần mỗi ngày là rất cần thiết. Xin mời thạc sĩ tiếp tục chia sẻ về những cái phương pháp công nghệ tiên tiến hiện nay được áp dụng trên làn da chăm sóc cho mùa lạnh. Thì ngoài các cái phương pháp mà như bác sĩ đã hướng dẫn chúng ta chăm sóc da tại nhà thì còn có một số các cái phương pháp khác mà chúng ta cần phải đến các cái trung tâm thẩm mỹ cũng như là được cái sự hướng dẫn chăm sóc từ bác sĩ da liễu. Đó là một trong những cái phương pháp, ví dụ như là chúng ta có thể cấp ẩm hay là bổ sung những cái dưỡng chất vào trong da bằng các cái phương pháp như là điện di, hoặc là chúng ta có thể sử dụng các cái phương pháp như là laser ánh sáng giúp cho trẻ hóa da, tái tạo, kích thích lại làn da tươi mới, mịn màng hơn. Ngoài ra thì cũng có thể có một số các cái phương pháp khác như là tiêm vi điểm các cái dưỡng chất tùy theo làn da chúng ta cần ấy, nhu cầu với những cái tinh chất như thế nào thì bác sĩ sẽ khám và tư vấn cụ thể trên từng cái làn da của mình. Tiếp tục thì xin mời thạc sĩ chia sẻ về các biện pháp để giúp phòng tránh các tác động của không khí lạnh lên làn da như thế nào. Thì như bác sĩ đã chia sẻ ở đầu chương trình, chúng ta đã biết cái tác động xấu của cái không khí lạnh lên làn da như thế nào. Thì để tránh những cái tác hại của không khí lạnh như vậy thì chúng ta sẽ cần lưu ý một số các cái điều như sau. Thứ nhất là chúng ta cần cung cấp cái độ ẩm cho làn da bằng cách là chúng ta sử dụng các cái loại dưỡng ẩm, thường là chúng ta sử dụng 2 đến 3 lần mỗi ngày. Cái thứ hai là chúng ta cần phải có một cái chế độ ăn uống hợp lý, bổ sung đầy đủ nước, các cái thực phẩm như là rau xanh và trái cây, đặc biệt là những cái loại rau xanh mà nó đậm màu cũng như là các cái thực phẩm mà có màu đỏ nhiều thì nó sẽ giúp cung cấp những cái vitamin thiết yếu cho da, nó sẽ giúp cho da phát triển tốt ngay từ bên trong. Cái vấn đề thứ ba nữa là chúng ta lưu ý vệ sinh thân thể thường xuyên. Cái việc đôi khi mùa đông thì chúng ta lại thường là thời tiết lạnh, chúng ta lại có thể mấy ngày chúng ta mới tắm một lần, đúng không ạ? Nhưng mà đó là một điều thực sự rất là không tốt, bởi vì là khi mà chúng ta không có vệ sinh thân thể thường xuyên ấy, thì với một cái làn da khô, nứt nẻ, cái hàng rào bảo vệ da nó đã bị suy yếu rồi thì nó là một cái môi trường để cho cái vi khuẩn nó rất dễ dàng xâm nhập vào bên trong và làm cho chúng ta dễ bị mắc một số các cái bệnh lý về nhiễm trùng ngoài da. Do đó thì vệ sinh thân thể cũng là một điều mà bác sĩ khuyên các bạn nên chú ý. Vấn đề thứ tư nữa là chúng ta nên tránh nắng. Thường là mùa đông thì chúng ta thấy rằng là thời tiết nó âm u, không có nắng. Do đó thì các bạn thường hay có cái tâm lý rất là chủ quan. Ra đường chúng ta thậm chí không đội nón, không có mặc áo khoác cũng như là không sử dụng kem chống nắng thường xuyên. Nhưng đó lại là một cái quan niệm rất là sai lầm. Bởi vì mùa đông thì không có ánh nắng mặt trời, tuy nhiên là cái tia UV thì nó vẫn chiếu xuống mặt đất. Vừa rồi là những chia sẻ rất là bổ ích và thiết thực từ thạc sĩ bác sĩ Hoàng Mai Loan. Hy vọng là các bạn sẽ chọn lọc cho mình những phương pháp cũng như giải pháp phù hợp để làn da được trắng mịn, hồng hào, tươi trẻ. Một lần nữa xin cảm ơn bạn đọc đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.